bắt hôm giới thiệu với mọi người cái bộ điều khiển xi lanh Kinet. Ở đây là mình sử dụng tăng ơ đính theo chu kỳ 6 chiều. Ở bên này là đếm tắt và bên này là đếm mở. Các bạn có thể đấu ngược lại là tắt mở ngược nhau và thay đổi theo cái thời gian. Ở đây thì có thể thay đổi theo giây này. Đấy, không với 1 giây cũng có này. Đấy, còn phút theo giờ. Đấy. Đây mình đang để theo giây nhá. Đấy, ví dụ mình ghi để là khoảng tầm 5 giây. Ở đây có cái nút trừ cộng này. Đấy. Mình bấm 5 giây này. Đấy, 5 giây bật này. Và 3 giây đi tắt đi. Đấy. Đấy, 3 giây tắt. Sau đây mình nhấn nút reset một cái nhá, hoặc là các bạn rút nguồn ra. Đây. Đấy, khi các bạn reset thì cái mạch này nó mới nhận là bao nhiêu giây. Đấy, 3 giây và 5 giây. Còn xi lanh thì ở đây mình đang đấu nó so le nhau, một cái thụt vào thì một cái thụt ra. Các bạn có thể đấu hai cái cùng ra, hai cái cùng vào cũng được. Ở đây có cái van tiết lưu. Đây thì dùng để điều chỉnh cái thời gian ra vào. Một cái là điều chỉnh cái thời gian đẩy ra và một cái thời gian đẩy hút vào này. Đấy, ví dụ mình mở nhanh này. Đấy. Mở nhanh thì nó hút đi nhanh. Đấy. Bên này chậm hẳn này. Các bạn có thể điều tiết làm sao cho nó phù hợp. Đấy. Đây là cái bộ điều khiển van hơi. Bộ điều khiển van hơi này mình đang dùng cái loại 220V nhé. Đấy. Ở bên dưới thì có cái cục lọc giảm thanh này. Đấy. 220V kéo dây ra đưa vào tham mơ này. Đấy. Mình dùng luôn 220 cho nó tiện. Cái này nó có cả loại 12-24 nhưng mà phổ thông nhất là 24. Đấy, ở đây là đầu khí vào này. Khí vào thì được điều khiển qua cái bộ tơ le điện này này. Đấy. Xi lanh này thì nó được khoảng tầm chắc hơn 10cm thôi. Rồi, các bạn quan tâm sản phẩm có thể liên hệ với mình nhé.